Ai, mình là Vi có 1.800 năm tuổi, giới tính nữ, mình đến từ Việt Nam. Mình là nhân vật hư cấu ra đời từ nhu cầu xinh đẹp, khỏe mạnh, hiểu biết và sống ảo của hội chị em bạn gì kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Ai? Các bạn, mình là Vi Pop đây. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn với dịch vụ chăm sóc da bụng, da yếu và da nhạy cảm ở bên mình nhé. Dịch vụ này cực kỳ hot tại Vi Pop Beauty. Với dịch vụ này bên mình thiết kế dành riêng cho các bạn bị mụn sưng tấy da nhờn, lỗ chân lông to, mụn đỏ, da yếu. Da mỏng giãn bao mạch nhằm đáp ứng mong mỏi của chị em thích đi chăm sóc da nhưng sợ bị nổi mụn, dị ứng hoặc kích ứng do da trong tình trạng nhạy cảm nhé. Với dịch vụ này bên mình dùng mỹ phẩm chuyên sâu cho da yếu, da mụn, da bị giãn bao mạch kết hợp các loại thảo dược lành tính nhằm ngăn ngừa các ổ vi khuẩn dưới da lây lan sang vùng mắt, mắt miệng. Điểm dầu và phục hồi da yếu, da giãn bao mạch, da dị ứng mỹ phẩm quý khách nên đi chăm sóc 1-2 lần một tuần nhé. Trước khi bắt đầu giới thiệu quy trình bên mình xin chia sẻ đôi điều về da dầu hay còn gọi là da nhờn, da mụn, lỗ chân lông to và da yếu nhạy cảm nhé. Da dầu, da nhờn là loại da sáng bóng, đặc biệt là ở vùng chữ T từ trán xuống đến đỉnh cằm. Chủ nhân làn da nhờn thường có lỗ chân lông to và nguy cơ cao bị mụn trứng cá đầu đen và đầu trắng do sự hoạt động quá mức cần thiết của tuyến bã nhờn nếu không chăm sóc da nhờn, da dầu đúng cách. Lỗ chân lông sẽ là nơi trú ngụ cho vi khuẩn hình thành mụn. Lỗ chân lông to hình thành do sự quá tải của việc điều tiết bã nhờn. Đặc biệt là ở khí hậu nhiệt đới như Việt Nam thì đây đúng là môi trường thuận lợi cho da nhờn phát triển cùng với mụn và lỗ chân lông. Theo các chuyên gia, da nhờn có sự điều tiết mạnh hơn những loại da khác khi lỗ chân lông tiết nhiều nhờn. Các bộ phận vi khuẩn bám lại trên da không thoát ra ngoài được khiến lỗ chân lông quá tải và mụn to ra. Da yếu, da nhạy cảm là gì? Đây là loại da có thể rất khó để chẩn đoán ngay cả đối với những chuyên gia, bởi vì một lý do rất đơn giản là da nhạy cảm được xác định bởi những gì bản thân chúng ta cảm nhận, chứ không phải bởi những dấu hiệu bên ngoài da. Từ cảm nhận của người phụ nữ, da nhạy cảm là một thực tế khiến họ phải lo ngại hàng ngày, làn da cảm thấy ngứa ngáy, châm chích, nóng rát và căng kéo khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đồ ăn hay những sản phẩm chăm sóc da, thậm chí cả loại sản phẩm lành tính. Nguyên nhân chính là do hệ thống phòng thủ của da không còn hoạt động một cách chính xác nữa, làn da khỏe mạnh sẽ có một hàng rào bảo vệ gọi là màng epidermis. Hoạt động như một lá chắn giúp ngăn chặn vi khuẩn và các chất kích thích tiếp cận đến lớp da sâu bên trong. Nước màng này cũng giúp giữ độ ẩm và rất quan trọng trong việc duy trì sự săn chắc đàn hồi của da. Đối với làn da nhạy cảm, hàng rào bảo vệ này đã bị yếu đi, khiến làn da dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với vi khuẩn cũng như những thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm khi bị tiếp xúc quá lâu với vi khuẩn. Các chất kích thích và những thay đổi từ môi trường sẽ khiến làn da nghĩ rằng đây là điều nguy hiểm, kết quả là làn da của bạn sẽ gửi ra tín hiệu cảnh báo, gây nên những vết mẩn đỏ và cảm giác châm chích. Chính vì thế, gói dịch vụ chăm sóc dành cho loại da này phải được thiết kế riêng cả về thời gian, loại mỹ phẩm và cách thức công nghệ thực hiện nhằm đảm bảo khoa học và an toàn cho da. Quy trình chăm sóc da mụn, da yếu, da nhạy cảm bên mình như sau. Bước 1, soi da và kiểm tra da để xác định loại da và tình trạng da mụn, da dầu, da yếu. Bước 2, tẩy trang và rửa mặt bằng sản phẩm dành riêng cho da mụn, da dầu, da yếu. Bước 3, xông hơi nóng bằng thảo dược thiên nhiên, hút dầu hút mụn trong trường hợp da dầu. Bước 4, đắp mặt nạ thảo dược kiềm dầu an toàn lành tính. Bước 5, bôi kem thải độc trị mụn trị tâm nếu da bị mụn. Đối với da yếu do bị nhiễm độc hoặc bị COVID thì trong 3-5 buổi đầu tiên sau đi chăm sóc da có hiện tượng châm chích là bình thường nhé. Duy trì đều đặn 1-2 buổi sau 3-5 buổi đầu sẽ hết tình trạng trên. Đây là hiện tượng thải độc cho da.